rất là nhiều các bạn yêu cầu mình làm một cái bộ hướng dẫn cái bộ bát xin nâng cao. Đây là cái bộ bát xin nâng cao gọi là bản cao cấp nhất á, sử dụng 3 rơ le. Thì để mà làm bát xin cả L4 cũng như đèn zin của xe mà không cần phải bật công tắc đèn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn lắp. Cùng với lại đây là cái combo L4X bên mình, bản cao cấp bên mình đang cung cấp đây. Đây là cái này là L4X nha các bạn. Mình đã bấm sẵn giác như vậy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp chi tiết từng từ bước lắp L4X đến bước lắp ra đây luôn nha. Thì đầu tiên mà các bạn muốn lắp á thì các bạn phải tháo toàn bộ cái dàn nó ra. Đó, các bạn tháo dàn bộ toàn bộ dàn nó ra. Mình đã tháo được ở cái phần phía trước rồi, tức là mặt nạ rồi, các bạn phải tháo hết ra. Ok. Đó. Quay ra. Ok, bây giờ các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ dùng cho mình một cái kìm bấm chết và các bạn sẽ xử lý cái chỗ bát này một tí. Đó, các bạn phải có hai cái ngàm, các bạn phải bẻ thẳng lại nha. Rồi các bạn bẻ thẳng hai ngàm lại. Ok chưa? Rồi ok, các bạn phải bẻ thẳng hai ngàm này lại để cho cái bát của L4X lúc mà nó lắp vô nó sẽ không bị cấn. Đây các bạn. Thì đối với cái L4X thì các bạn phải xoay cái bát này lại. Lúc đầu nó nằm ngược lại nhưng bây giờ các bạn phải xoay lại để các bạn ướm vào đây. Đó, các bạn lắp vào đây. Tại cái vị trí này thì các bạn sẽ không bị phải cắt mặt nạ gì hết các bạn này. Không phải khoét mặt nạ, không phải khoét cắt gì hết. Các bạn ở xa lắp đặt rất là dễ dàng luôn. Đó, các bạn phải để thẳng. Nó phải có cái hướng thẳng như vậy. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình ướm vô thử nha. Đó các bạn chỉ cần khoan cho mình một cái lỗ ở cách cái lỗ bên dưới một khoảng tầm 1 cm, tâm cách nhau 1 cm thì mình án chừng cũng được, không ảnh hưởng gì hết nha. Tại vì cái bát L4 này nó có thể điều chỉnh lên xuống này. L4X này mà có thể điều chỉnh lên xuống được nên các bạn không phải quan tâm nhiều nha. Đó. Thì thường thường có một cái vòng tròn đây, các bạn thấy cái lòng đèn có cái vòng tròn đây này. Thì mình khoan vào cái tâm lòng đèn này là ok luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái máy khoan. Các bạn dùng cho mình một cái mũi 6 ly như thế này. Đây. Đây là mũi khoan 6 ly. Mũi loại tốt nha các bạn, có một khoan mà, là máy khoan tay. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ khoan tay. Ok, các bạn khoan vào cho mình cái vị trí mà cái lòng đèn cao su nó đang ở đây. Đó, khoan vào đây. Đó, khoan vào tâm điện hết cho mình. Rồi, chúng ta được một cái lỗ 6 ly tại vị trí này nha các bạn. Đó, các bạn thấy rõ không ạ? Đó, chưa? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sử dụng ốc. Đây, ốc này mình sử dụng toàn mình sử dụng một ốc 6 ly cùng một cái lông đèn và một con tán. Đây, các bạn gắn vào như thế này nhé. Đầu tiên là các bạn gắn vô trên đây, các bạn sử dụng cho mình một cái lồng đèn mà muốn ta được có lên như thế này. Ok, tiếp theo là các bạn gắn vào cái lỗ này. Tại vị trí này thì mình lắp được cho rất là nhiều xe rồi, cho nên là các bạn cứ lắp đúng vị trí này là các bạn sẽ không bị cạ, cũng không cũng như là không bị dính cái phục sau của cái phục trước nha các bạn. Lắp đúng vị trí này là các bạn yên tâm không phải bị dính cái này. Đây, các bạn dùng lục giác các bạn sắn vào tay bên trong, các bạn giữ cái tán lại cho nó vô khớp. Rồi ok, sau đó thì các bạn siết cứng lại. Rồi các bạn điều chỉnh lại cho nó vuông vắn cái đèn cho mình. Dạ, đó, các bạn điều chỉnh lại. Sau đó các bạn siết cứng lại. Khi mà các bạn siết thì trong quá trình siết nó sẽ ở chạy con tán với trong, các bạn dùng một cái tia cơ lên 10. Các bạn dùng một cơ lên 10 để mình giữ ở phía trong nha. Rồi. Đó, các bạn có thể lắp siết lại rất là cứng. Rồi ok. Rồi
Như vậy là các bạn bây giờ các bạn đẩy hết kia cỡ cái L4 lên và các bạn lắp thử cái phục nhúng thì các bạn thấy ở phía dưới nó không đụng nè. Đây các bạn thấy không? Nó vừa hở có một tí xíu ra thôi. Đó, bên này cũng vậy này. Đó, bên kia mình. Đây này, đó, hở một tí xíu này, không bao giờ đụng nữa không ạ? Ok, như vậy là không đụng nha các bạn. Sau đó thì các bạn siết cứng lại cho mình luôn. Ok, như vậy là mình quá trình mình lắp L4 đã xong, thì trong vòng cũng vài phút thôi. Chắc là nha. Ok, bây giờ đến cái bộ L4, cái bộ vaccine này. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn các bạn lắp. Thì các bạn thấy trong này có hai cái dây, đầu tiên là cái dây này là dây nguồn này. Mình sẽ cho nó xuống ắc quy này. Một cặp vào mát và một cặp vào dương ắc quy. Dây màu đỏ là vào dương và dây màu xanh là vào âm nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho cái dây này xuống dưới đây. Phân ra. Rồi ok, mình cho nó mình cứ gai gá ở vậy ok nha các bạn. Đó các bạn cứ cho nó gai đỡ vào vị trí mình ướm dây để mình test nha. Đó. Ok. Rồi các bạn nhìn lên đây. Các bạn thấy có hai cái dắt, một cái dắt màu 4 lỗ nhỏ nhỏ này và một cái dây có hai cái điều ghim này, mình đã làm sẵn cho khách để các bạn ở xa các bạn có thể lắp nha. Thì các bạn ghim vào vị trí bên này. Đó các bạn chỉ qua bên này. Các bạn chỉ qua bên này để đó. Rồi tiếp tục là đây là cái dây vaccine, bên công tắc vaccine này. Đây, nó có gồm một công tắc vaccine để cắm sẵn những cái dắt và có ba cái dắt như thế này. Bây giờ các bạn sẽ vào vị trí bên này. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ghim ở vị trí bên này trước. Đầu tiên là các bạn sẽ rút ra. Đây, hộp đầu mình còn giữ nguyên luôn. Mình chưa có rút ra luôn. Bây giờ mình sẽ rút ra, tiến hành rút ra nha. Thì đầu tiên các bạn cứ rút ra hết cho mình nha. Đó, rút hai dắt ra cho mình. Đó như vậy nha. Ok, các bạn thấy là dây rin là có một dắt đen và một dắt trắng này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái công tắc này. Bây giờ muốn tháo thì các bạn chỉ cần ấn ra nó ra thôi. Đó, đây là công tắc rin nha. Chỉ có cái nút on off thôi chứ không có cái nút vaccine như thế này. Đây, các bạn thấy không có nút vaccine như thế này. Đúng không? Vaccine này. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp nha. Đầu tiên là các bạn rút ra, rút cái dắt cái vaccine này ra. Đó, công tắc này. Và các bạn ráp vào vị trí như rin như thế này. Đây. Đó, các bạn chỉ cần ấn vô thôi. Rồi. Đó, các bạn ấn vô thôi. Rồi, như vậy là các bạn ráp xong rồi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cắm cho mình cái dắt này vào vị trí vaccine lại như cũ. Nhớ là cái dây màu xanh thì đối với cái bộ mà mình làm thì cái dây màu xanh ở trên nha các bạn. Đây các bạn. Đó, cắm vào. Được chưa? Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ có ba cái dây như thế này. Là cái dây màu đỏ, dây màu xám và cái dây màu đen sọc vàng. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành các bạn ghim cho mình vào vị trí như thế này. Cái dây màu đỏ. Đầu tiên các bạn sẽ ghim vào cái dây màu trắng sọc đen cho mình nha. Đây các bạn ghim vào. Đó. Được chưa? Để nguyên dắt nha các bạn nha. Dây màu trắng sọc đen này các bạn ghim vào cái vị trí dây màu trắng cho mình nha. À, màu đen sọc trắng. Còn cái dây màu xám này các bạn ghim vào dây màu vàng cho mình. Rồi ok. Mình tạm thời mình ghim để mình test thử đây cho các bạn nha. Nếu mà chưa được thì mình sẽ thử lại nha. Ok. Thì rồi ok, đến lượt. Đây là vừa rồi các bạn đã thao tác xong cái bên phía bên tay vaccine rồi. Bây giờ mình sẽ thao tác bên cái phía mà bên dây bên cái nút của cái công tắc on off của cái đèn zin. Nó có hai cái dắt các bạn này. Nó gồm có một cái dắt đen và một cái dắt trắng. Các bạn rút cái dắt đen ra cho mình. Là cái dắt đen là cái dắt có cái dây màu xanh sọc trắng này. À, màu trắng sọc xanh đây. Và cái dây màu nâu sọc trắng đây. Nha. Đó, bạn thấy rõ không ạ? Đó, màu xanh trắng sọc xanh và cái dây màu nâu sọc trắng. Rồi ok. Thì tại cái dắt bên này thì các bạn có thể chia ra, mình đã chia cho các bạn như thế này rồi. Đây. Các bạn được hai cái dắt như thế này rồi. Đó. Cái dắt bốn chân này các bạn ghim vào lại cái vị trí công tắc zin cho mình nha. Ghim vào như zin, không có quan tâm. Được chưa? Rồi các bạn nhìn nha. Bên này mình có hai màu dây nè. Một cái màu dây là màu đỏ sọc xanh và một màu dây là màu đen sọc vàng. Thì bây giờ các bạn ghi cho mình vị trí như thế này. Bên này nè. Bên này các bạn cũng có hai màu tương tự nè. Đó. Màu đen sọc vàng thì các bạn ghi vào cái vị trí dây màu xanh sọc trắng cho mình nha.
màu trắng trong xanh với nhau. Rồi mình lấy thật vàng. Còn cái dây màu đỏ thì các bạn nghiêm vào cái dây màu nâu sọc trắng, hai dây thôi, rất là đơn giản. Ok, vừa rồi mình đã ghim xong rồi. Trong bộ dắt thì nó còn một cái dây nữa, đó là dây lửa sau ổ khóa. Đây các bạn, đây là cái dây mà mình chừa sẵn đây, thì các bạn có thể là gắn thử luôn. Ở đây mình sẽ gắn test trước cho các bạn xem. Mình sẽ ghim vào cái vị trí cho mình nâu nha. Đây là cái mở yên điện mà khách trước khách hàng đi làm ở một nơi khác này, thì người ta lại đi ghim vào mà không chắc chắn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàng vào luôn. Đấy. Ok, các bạn dùng một cái ghim cái mũi nhọn như thế này này, dẹp dẹp như thế này, để các bạn dùng để các bạn tháo cái mũ này ra nha. Đó, sau khi các bạn tháo ra được rồi thì các bạn cái dây này là dây của mở yên điện, thì cái cửa hàng khác là người ta đã làm cho khách rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàng vào luôn chứ mình không có ghim như lúc nãy nữa. Đó, bây giờ mình sẽ vừa tháo ra rồi, bây giờ mình sẽ ghim vào. Mình sẽ bật máy hàng và mình hàng. Đây các bạn hãy hàng vào cái lưng của cái cốt như thế này cho mình nha. Thì đầu tiên thì các bạn để tại sao mình phải hàng, thì vì là khi mũi hàng của mình nó sẽ chắc chắn, và thứ hai nó không bị mô ve, và thời gian các bạn sử dụng sẽ được lâu và bền hơn. Nếu các bạn ghim như này về lâu dài thì nó sẽ bị mô ve và rất là dở. Rồi, mình được một cái mũi hàng nó chắc chắn như thế này nha các bạn. Thấy rõ không ạ? Đó, mình được mũi hàng nó chắc chắn như thế này. Đó, thì giúp chúng ta sẽ không bị mô ve trong quá trình mình sử dụng lâu dài. Đó, các bạn gắn lại như cũ nha. Trong quá trình mà gắn lại mà các bạn mà bị cứng thì các bạn cứ đẩy, dùng tua vít đẩy vào. Mình đẩy vào cái có đó nha các bạn. Rồi ok, mình được lại vị trí ban đầu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn. Đây các bạn, còn ở bên dưới trong cái dắt này nó có một cái dây cấp nguồn lúc nãy mình hướng dẫn rồi. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành mình lòn vào. Các bạn chỉ cần gỡ cho mình tới khúc này thôi. Các bạn lòn cho mình xuống dưới lắp máy trước nha. Đây, ngay tại vị trí này, các bạn lòn thẳng xuống dưới luôn. Ở bên dưới trống rộng này các bạn, đây. Rồi các bạn móc tay ra, kéo xuống, đó. Được chưa? Tí nữa mình sẽ tiến hành mình đi dây gọn gàng lại. Sau bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn luôn. Thì các bạn mở cọc dương ắc quy đây, các bạn mở nắp ra. Rồi các bạn thấy là bên trong này nó có một cái cót của cái thằng mở yên điện nè, mình sẽ lòn vào luôn bên trong này. Đó, các bạn được hai mối dây điện rồi. Bây giờ các bạn sẽ kéo ngược lên lại để cho nó căng ra. Rồi đó, nó gọn gàng như thế này. Ok, vậy là mình đã cấp nguồn xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm thử cái lần L4 vào nha. Rồi, bây giờ mình bật chìa khóa thử. Rồi các bạn bắt xin. Đó, như vậy là đèn nó đã sáng rồi các bạn này. Tức là không cần nổ máy nha. Bật pha, sáng luôn. Được chưa? Nhưng mà bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm đèn zin vào. Thì có được chưa nha? Các bạn bật pha thử. Rồi, ok. Như vậy là các bạn đã test thành công. Bây giờ các bạn nhìn nè, sau khi mà các bạn ghim xong hết thì mình chưa bật công tắc đèn. Đây, công tắc đèn đang ở vị trí off nè. Đấy, công tắc đèn đang ở vị trí off nha các bạn. Mình bắt xin nha. Mình bắt xin này là đồng thời đèn L4 và đèn pha zin sáng luôn. Cả pha cả cốt đều sáng nha các bạn. Đây các bạn, này mình chỉa cái pha cốt lên trên trời để các bạn thấy nè. Đó, đó, còn là L4 ở dưới. Rồi ok, mình bật pha. Khi mình bật pha thì nó sáng cả L4 và đèn zin luôn. Đó là mình chưa bật công tắc đèn nha các bạn. Đây nè, mình chưa hoàn toàn, mình chưa tác động tới cái công tắc đèn. Đó, đây, ở phía trên thì các bạn thấy sáng rồi. Mình tắt đèn đi hả? Đó, bạn thấy không ạ? Rồi giờ, rồi ok, bây giờ mình tắt hết luôn. Mình tắt về cốt. Khi các bạn bật về cốt thì nó không sáng một cái dây đèn nào luôn các bạn nha. Bây giờ mình bật đèn công tắc đèn zin. Đó các bạn thấy ạ? Khi mình bật ở chế độ cốt đó thì đèn cốt sáng thôi, và được phải bật pha lên này.
mình đặt pha lên thì cái đèn pha sáng luôn nè, kèm theo đó là đèn L4 sáng cùng một lúc luôn, là một ít đó. Rồi sau khi mình bắt xin thì sao? Đó, sau cái bắt xin thì nó sáng cả cái đèn đây, quay đối diện. Mà khi mà các bạn bật công tắc đèn á thì các bạn bắt xin thì nó sẽ sáng L4 nó sáng đèn là một ít và cùng với cái pha. Đây, đó là ở khi mà các bạn bật công tắc đèn. Ok. Rồi, vừa rồi mình đã test xong. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi dây lại. Mình đi dây cho nó gọn gàng lại và sau đó mình sẽ review cho các bạn xem một lần nữa. Ok. Hey, call.